con nghĩ kinh điển tiên tri cả nghìn năm nay để cho cái thời tận thế cho cái hội Long Hoa. Ồ, mấy vị phải đầu thai chút, năm lần đang sắp hàm là mấy trăm năm khổ lắm đúng không? Thời xưa mà ông đi giải bán khoai, ông chặn trình được khổ. Bộ chỉ nói chơi cho vui tay thôi hả? Không có gì xảy ra. Mình phải hiểu, tại mình là người đạo, mình phải hiểu sâu phải không? Chứ còn hỏi như kiểu mà chiều hỏi gì hỏi như tiếp ra cả bản thân như phụ là người gia chính à. Mà thật sự đâu phải gia chính, chỉ là con cờ của cha thôi, ok. Chứ nhẹ, con qua chốt con phải xong rồi nha. Nói chung chỉ là con chốt, qua xong. Ok, con đi qua phải, cha kêu qua phải rồi qua. Ok, con lên con tuyên bố. Sau này cho con nổi, con có tuyên bố gì đâu, đâu có được gì đâu. Dạ con mặt ngáp quá là... Đâu có áo lông bào đâu. Hả? Cứ tìm bố đi. Tìm bố luôn hình. Hồi bố thì cái gì nó bị bắn cho tùm tùm thôi. Nó có khỏi mô hình. Vừa đó cũng biết tôi. Thì có mô hình thì nó quan trọng đó. Bởi hữu hình. Lúc đó mình nó quản có hồn. Cái gì có gì đó. Bố mình tìm bố tất cả khỏi mô hình á. Là anh cung lĩnh á. Là cái gì chừng nào khỏi hữu hình. Chừng nào có hữu hình. Chơi mai mốt sẽ có một cái buổi của hỏi hữu hình đó là thiệt nhắm giờ con khoan cái này khoan cái trận lớp sao mới khăn rồi đó mồi cái đầu con người nó dày hết dày nó thét dày còn nó khăn mồi nhiều trắng để cho thời còn cái não rồi chút nữa nó khó dạy lắm nó gọi vô hình nó nhiều mắt cá họ nghe được đến nào vừa dự cái buổi lễ tiên bố sẽ có cảm đang gió đúng không? Cái thứ mình nói là nó tịch mịch, đứa mấy con cũng thấy tịch mịch là mấy vị là đứa mấy vị cảm 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 đó, bộ phỏng cho nào mà nó quá trời vậy luôn, hậu quỳ đá, bằng đầu quỳ đá này, cho nên khi mà nó đứa nào mà phải làm giỏi kìa, muốn mà có những cái cảm nhận đó là phải lên núi làm kinh, rồi cái người của mình nhẹ nhàng ra cái tâm mình nhẹ nhàng mới có cái cảm nhận đó. Chứ giờ có tịch mịch, những đứa bình thường lên nó cũng không hiểu luôn. Nhưng mà mấy con ngày nào tiếp xúc, cái buổi đó là cái gì đứng đầy, mỗi lần ngựa lên nhàng là tịch mịch đúng không? Nhưng là một cách rất là nghiêm trang, tức là mình phải có du lịch, cái đó gọi là khảo sát hay không. Trước tiên mấy con gọi là có cái sen người đời á, gọi là cảm giác thiết cáo. Còn cái này vô on ngu on dễ hơn là cảm ứng không, mình phải có cảm ứng. Giờ con mà không tu tập con ra con gặp thằng dân chơi nó nóng ngọt ngào với con không có tiền cho nó. Còn người mà có tu tập bảo đảm mày có ngọt cái nào tao cũng biết mày xạo. Tại vì cái thành thông mình nó khó mà nhỏ thì cho nên người tu tập nó thấy không là cái tu tập xa đó. Giống như con đường đâu tu tập cũng nhiều lắm. Còn người tu tập đâu phải dễ đâu con. Con lắm rồi. Giống như đệ tử này biết tu tập dễ vậy đó. Dễ khóc có nghĩa là gì? Dễ giận á. Có hiểu cái lý đó không? Người tu tập không dễ khóc cũng không dễ giận. Người tiếp xúc với mấy vị á là bằng biết lớn lực lớn rất nhiều vậy, cái nhìn cái chừng mấy trăm vị tới một lần á, rồi có cha đứng đó có dùng người dân nhà họ học đi trong núi một đống binh tướng đứng đầy cái núi trên Hồng Sơn dài bao người ra nói chuyện bắt đầu cơ chạy, thì cái đó là tu luyện tất cả những điều có quay
mình hết, thì nó có ban bệ rồi nó có giống gì khác gì hết, là cái chuyện nó khác. Nhưng mà ví dụ như ở nhà ngồi thiền nói chuyện với mẹ, ví dụ mẹ nói gì tụi quên hay là chị nói gì tụi quên, cái ngày mai tới cái buổi lễ họp tụi hỏi lại câu chuyện đó thì mẹ nói tiếp theo, hôm qua mẹ nói còn hiểu không, tức là mình ở trong cuộc mình mới hiểu. Chứ còn mấy đứa con ở ngoài mấy con mới vô giống như chiều không, cũng tụi có quyền sao mà để giải thích cho nó hiểu nữa. Nhưng mà tụi không nói là giống như chung hết privacy, không còn gì privacy xưa mấy vị dương giấu á, mà bây giờ là cơ tới tới mà cần không biết lo làm gì phải giấu, không có gì phải giấu, chỉ cần cái là ngộ ra chứ là biết sớm là biết sớm. Đứa nào mà còn quanh đời nhiều đứa không có lên đường, đọc kinh tự nhiên không thông ra đứa nào mà muốn gần hụt nhiều á phải lên đường đọc kinh tự nhiên nó mới có cái gọi là những anh như chúng thật mới ngồi đấy đứa này ví dụ nó không biết thù lầm ngồi đấy cũng lăng tăng nó cảm thấy ngồi đấy chán. Còn mấy con nội thù thù không nói chữ nào với con cũng cảm thấy vui đúng không? Đó là cái điểm cảm giác của con. Mà không biết trong một ngày mà con cảm thấy vui chung với thù 15 phút là cũng còn hạnh phúc một ngày đó con đúng không? Còn hơn là ở nhà buồn, vợ vợ, không biết chuyện gì làm. Cái điểm cảm giác quan trọng đó. Mà đứa nào không biết tu dễ gì có 15 phút đó. Đó mà, ok, 5 giờ rưỡi đi Tăng Đa Nà Rô. Nó không biết tu đâu, để ngồi ở đây với mình. Tu tập là điều là khó khăn nhất. Giờ cũng giống như ông chính, giờ chỉ tu là phải đi theo không, theo cái tiên đi. Không sao ngồi đây được. Ông tiên á, ông ai đúng không? Đâu phải là tu thiện đâu. Này nó không nghe nó không nghe cũng nói là tại sao á? Dạ. Không tại sao á? Ở Việt Nam mà mấy ngày giúp chị đó nghe được chữ được chứ ông không chủ ơi thái tử 15 năm trời chỉ có cái video thôi mà làm không xong tôi nghe không được được đó đó phải không tại vì thanh tử của mẹ ông mà phải mỗi ngày mấy ông phải quyết định làm như thế nào đó. Kiếm tiền đi qua Mỹ hay là nổi loạn đâu có một cái là mấy chục triệu người có lòng tin kia nha tiếp đào đi xuống là một cái chờ mình là một triệu người thật sự hiểu phần trăm á cái là lô đào tin cho vụ là thiên tử còn cái phần còn lại á nó lưỡng lự cũng tụ thế dày đặc hết trơn này.
khó mà còn lên nữa, khó cái thay đổi. Để
coi cả cuộc đời để đi tới ngày hôm nay là cái gì, cơ trời đã đi hành trình năm tên của đời á, là đã được tất cả các hội đồng trung tâm kiểm tra đã tuyển chọn rồi, tất nhiên là để có đến từ thời ra qua Mỹ hàng vi hút đốt coi cúc hôm nay á, có khối tài sản như vậy rồi lại không thanh tiền, rồi lại có những cái chuyện mà giống như là bất ngờ đó, cũng là điều nên chạy hết. Chứ giờ cái núi đó sao mình nghĩ đây á, và nó hẹp như lắm, kỳ thấy nó đâu phải là núi đâu, nó đi vô cái là thành phố. Con tưởng một người Việt Nam Á Châu là cũng muốn gì đâu phải vậy. Bây giờ những thành phố lớn nó bị trục cấp đó cũng không có, đi vô cổng đi luôn, sao chỉ có người
gom mấy gốc chuối khô về. Chuối quan trọng lắm, cậu con đốt con khúc mà nó giá hả là loại là cây mà có mà làm cái nồi bánh khác đi chứ. Dạ ạ, cậu để ba cục đá. Cục đào lỗ giống gì đâu. Lỗ đầu á, ngồi đây nghe. Thôi là tự thấy chẳng giờ quá, hôm nào ngủ rồi để chị cho bên của bên tôi ngủ đi. Tới ngủ 20 tiếng là chị đi ra tới sáng giờ. Rồi đó cho cuộc nấu là ngay chỗ cái library thấy nhà một chút đó. Cục đào ba lỗ. Bây giờ chứ không lỗ mình dưới cậu nấu. Năm nay mình ăn tất lớn lớn năm nay tất ra vú ngồi thôi người khẳng luôn.